mà không có tiền á, nước mắt đi vào ngược vô rồi, chứ đâu có than. Tết mà than ai trời, nước mắt đi ngược vô thôi, nói ai khóc. Năm nào chị ăn Tết cũng 40-50 triệu á. Ừ, anh em chị em nào chửi chửi cho đã đi, năm tới là xương đừng thấy mặn xương chửi xương nữa. Với ngày mai á, mua 1 ký thịt mỡ thắng đường táo thèo lèo cho ông ỉa chải về từ ổng tâu Ngọc Hoàng Thượng Đế chồng chị xương. Sao mà khổ sở quá, khổ từ nhỏ tới lớn không có ngày sung sướng, giờ cũng là khổ nữa. Con người ta cũng có khổ cũng có sướng, giờ màng quá trời màng khổ không có ngày sướng luôn. Giờ ngày mai tao ông Ngọc Hoàng Thượng Đế ông chạy, ông ỉa cứ chạy, ông chạy giạt giạt về đó không. Tại sao mà con xương á, tại sao mà ông ỉa chạy dữ vậy? Tại con xương nó cho tôi ăn mỡ, uống thuốc, uống ba mỡ ha, tôi ỉa chạy. Ý chị xương nói là chạy chó lẹ về tao Ngọc Hoàng. Chạy chó lẹ tao chạy lên nó nợ tao, không nói tại xương nó khổ quá rồi giờ nó cho tôi ăn vậy đó. Rồi mọi người ơi, thì ngày mai là ông Táo rồi, chị Sương nãy giờ nói chuyện chơi giỡn chơi vui thôi nha. Mai là ông Táo rồi, hơn chừng đi ra ngoài đường thì rất là nhiều bông nhiều hoa. À, bắt đầu sửa soạn người thì bắt đầu sửa soạn nhà, người thì mua sắm, là không khí Tết bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi á. À, bắt đầu hôm nay trở đi bắt đầu là không khí Tết là bắt đầu tràn về. À, hoa thì bắt đầu trở về Sài Gòn bán rất là nhiều luôn. Hơn chừng sẽ quay những cái clip hoa phục vụ cho mọi người ở xa quê hương. Người xa quê hương á, hiện tại bây giờ á, rất là nhớ quê hương. Tại vì hơn chừng đi xa rồi mới nhớ về Việt Nam. Liên hoa chị ơi. Thì bởi vậy á, thí dụ như quay không khí Tết rồi coi ăn Tết như thế nào để phục vụ cho mọi người. À, mai thì tới ngày ông Táo tâu về trời rồi, hôm nay là chị Sương chỉ muốn tâu trước hay gì đó. Dạo này chỉ lên clip rồi, chỉ cũng cà khịa rồi, cũng có tương tác. Chửi chị bây giờ mai vô cái. Bây giờ không có biết nói gì hơn, chúc chị em trong nước ngoài nước năm cũ bước qua năm mới được sức khỏe, được hạnh phúc gia đình là quý rồi. Gắn có cái đồng ngân đồng tiền á, về thăm nước quê nhà đồ á, vui vẻ được rồi. Thì Tết chị Sương sắm sửa Tết gì chưa, rồi làm gì chưa? Thì ngày mai thường thường là đưa ông Táo về á, là cúng chè xôi nước là nhiều nhất, chè xôi nước, chè hay là cực lẹ thèo lèo gì đó, thèo lèo chè đậu. Ờ đó, chè rồi đó, chè đậu thèo lèo chè đậu. Cho cái lời lẽ thèo lẻo, thèo lẻo nhiều. Trời ơi. Chúc cho chị em á mạnh khỏe là quý rồi. Năm nay thì riêng chị Sương á là cầu mong ông Táo về tâu Ngọc Hoàng cho chị Sương làm ăn. Năm sau là bớt khổ đi, làm ăn phát tài phát đạt đi. Ở xa quê hương thì tất cả Việt Kiều, mọi người ở trên thế giới thì đều đổ về xem thử không khí Tết năm nay như thế nào. Năm nay thì thực sự mà nói càng năm ăn Tết thì nó cái mùi Tết đó là nó giảm hơn những cái năm cũ. Ví dụ như mấy năm trước mà chị nhớ mà cái thời mà còn đốt pháo bông không, ăn Tết rất là vui luôn không? Đón Tết chuẩn bị Tết vậy. Bây giờ ít nhiều gì không biết, bây giờ ba đồ cũ dẹp ra mua đồ mới đem về để hưởng lộc đón mùa xuân tới. Thường thường Tết là người ta sắm sửa để người ta tiếp khách đó. Năm nay chị có tiếp ai không? Có. Làm bữa hoành tráng rồi đó. Chuẩn bị thì cũng có Vũ nó mới lì xì ra chuyện thùng bê với 2 triệu. Trời ơi chị tươi vậy. Nó mới lì xì đó. Bữa đấy lì xì 1 triệu đi sắm đồ rồi. Bây giờ xì xì 1 triệu nữa là 2 triệu với thùng bê. Chị có người Tết lì xì là cũng vui rồi. Có lọc có lá rồi. Rồi năm nay 40 mấy tuổi mới có người lì xì đó. Ai mến chị Sương thì hay vậy trời. À giờ thôi cũng chúc mừng chị Sương. Tết không khí Tết rồi chị Sương cũng đi sắm sửa quần áo là cái thứ nhất nè. Rồi dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cúng ông bà, đưa táo quân. Sắm hoa, sắm cộ thì hoa thì bắt đầu đổ về Sài Gòn rất là nhiều rồi. Chuẩn bị có chợ hoa chỗ này chỗ kia rồi, sẽ quay cái chợ hoa cho mọi người xem.
càng năm thì Tết mấy năm nay làm không có tiền, mọi người ăn Tết cũng tiết kiệm hơn những năm vừa trước. À, tiết kiệm rất là nhiều luôn ha, mấy năm về trước là mấy cái... Năm nay là đón là chân bông đồng tiền, rồi bông nhận thọ, chứ nơi được á, chân bông ly. Ly là ly biệt phải không chị? Ly biệt. Bông nhận thọ, bông tiền. Ờ, cúng kiến đầu nhiều vô. Cầu vừa phát tài, quan trọng là phát tài, tiền tài mọi người ơi. Làm gì làm với Tết rồi cũng phải thắp nhang nhang tượng hương hương ông bà. Nói năm năm nào cũng về là thăm ông bà, năm nay không có tiền không có về. Năm nay không có về quê hả chị Sương? Ở có nhiều người Tết không có tiền về quê ăn Tết luôn nha mọi người, cái mấy cái hoàn cảnh đó cũng rất là tội nghiệp. Thì năm nay chị Sương chị không có quyết định là chị ở lại Sài Gòn để chị ăn Tết cùng nhóm idol. Thì hơn chừng thì cũng ở Sài Gòn ăn Tết luôn. Năm ngoái thì em về Bình Dương em ăn Tết, thì năm nay thì không có về, cũng ở Sài Gòn luôn. Năm năm nào cũng có tiền về thăm quê hương, xì xì chà, sống riêng hết mà năm nay không có tiền. Chị mà về quê là chị tốn kém lắm á, lì xì con cháu lì xì. Bởi vì Việt Kiều bèo là hai mấy triệu á. Bởi vì Việt Kiều cũng sợ về quê hương lắm. Nhiều khi về quê hương mang cái tiếng Việt Kiều là phải lì xì đủ thứ, rồi mua quà, mua cáp, rồi mỗi lần đi là tốn kém rất là nhiều luôn. Bởi vì lâu lâu rồi Việt Kiều mới tranh thủ về thôi. Nhớ Việt Nam lắm mới về, nhớ lại những cái mà đi chợ Tết, rồi nhớ không khí Tết, là mua mấy cái bông hoa rồi đó. Mày bữa nay mày kêu tao đập để gì vậy gì? Cặp bên kia lại la. Đập bên kia đại la đại la rồi rồi bà chết nó rồi. Bà chết bà quen rồi, bà quen miệng rồi. Thì hôm nay hơn chừng đến kiếm gì chết, mà gì chết bị bệnh rồi, điện bà không bắt máy hay gì á, bà ở nhà bà. Bây giờ á bà bị bệnh rồi, bây giờ biết sao giờ. Tại nói vậy chứ dặn chính xe 10 vàng gì chị em trên đồng mạng á hả, chửi mắng gì mình cũng là thương à, yêu cầu có thấy mặt với nhau hả, chị men với nhau hả, là nói ờ chị thương cái là cũng có nghĩa là còn còn mẹ nó còn để ý. Ờ còn để ý. Để chửi bới hay là cái gì cũng được, không sao hết á. Nói chung là mình sống vì mình thôi chứ bây giờ biết sao giờ. Ai cũng phải có cuộc sống hết á. Cũng không thể nào mà muốn chết là chết được đâu chị Sương, đâu phải dễ chết đâu. Sống đã khó rồi mà chết là còn khó hơn nữa đó. Mấy chị em mà chửi mắng đâu á, đâu phải như ngoài đời, nhưng như nói thôi á, chị cho mượn tiền dây nặng gì chứ đâu phải nói vậy, em muốn nói là nói chứ đâu phải là thực tế vậy đâu. Dạ. Trời ơi, đi mà mướn cho ta không á, gom tiền cho ta không chứ có vốn nhiều đâu mà cho dây. Trời. Mặn mướn không á, mặn mướn cho ta. Còn khổ sở mà nhà thuê nhà mướn, có không biết nào có nhà có cửa 2-3 căn á thì mới vào. Thì đâu có đi đâu, đâu có tiền có bạc gì đâu. Năm nay ăn Tết ở đây là biết bèo. Khổ khổ chứ không có than ai. Khổ chết bỏ chứ không than. Tết năm nay thì thật sự nói hơn chừng hơi bị buồn luôn. Buồn lắm mọi người. Đó. Lại la, lại la. Nằm ở nhà chà queo. Bữa nay bệnh hả? Chất bệnh rồi mọi người ơi, chị em ơi, chất bệnh rồi. Cài nguyên năm rồi cũng đến ngày cũng phải bệnh hoạn đây. Chiếc xe thì phải cũng phải tu bổ thôi, bệnh hoạn là chuyện sinh lão bệnh tử là chuyện bình thường. Chứ cố lên ăn Tết gì bây giờ nè, dậy uống thuốc, ăn sáng rồi ra đây chơi với con. Chứ xe nằm hoài bệnh mà, luôn á. Xe chạy mà phải lỏng cái sên, lỏng ốc thì phải cho bó chặt rồi lại đi khám bệnh đồ đi, uống thuốc đồ vô đi, đừng để ba mùng một đồ nằm á má ơi. Rồi bây giờ người bệnh hay là cái chỗ nào không đẹp thì mình phải sửa. Sai là sửa, sửa sai có gì đâu. Đâu có ai toàn vẹn, đâu không có ai được cái gì là 100% hết á, bây giờ sai là sửa. Con người mà thí dụ như cái lỗ mũi không đẹp thì cũng hãy nâng lỗ mũi thí dụ vậy. Đó là mọi người thường thường hay đi chúc Tết. Rồi chơi những trò chơi dân gian, chẳng hạn như là quýnh bài, chơi lô tô. Chị Tết hôm nay chị chọn cái trò chơi gì?
cho Tết năm nay chắc chị chọn trò chơi á ha, tài xỉu không có mà bài cũng có từ đâu chơi. Bây giờ chắc á ha được ha ông xã được khách quan được cho vài thùng bia thì giờ uống biết uống bia thôi. Ờ, uống bia thôi đừng chơi vậy chị ạ. Chúc Tết uống bia là được rồi. Giờ á ngoài ra là ha uống đi mau một lố thuốc bao tử uống ngay trước đi. Thì mấy có bị bệnh bao tử mấy năm về trước á mọi người, không khí Tết mà từ cái ngày mà khoảng 20 đổ lên á là cờ bạc rất là nhiều, nhưng mà mấy năm nay là cờ bạc không thấy nữa, bắt dữ lắm, bởi vậy cờ bạc cũng hiếm rồi, ít chơi lắm. Bây giờ mấy ảnh là mấy ảnh khó lắm chơi cờ bạc, mấy anh không cho đâu. Là mấy năm trước mà nhớ mùng 1, mùng 2, mùng 3 còn đánh bài được, chứ mùng 1, mùng 2, mùng 3 giờ đánh bài mấy ảnh vô mấy anh cũng nhắc nhở hoa là mấy anh bắt à. Tết chung ra, nói chung ra sướng nhất là gì biết không? Sướng nhất là có số tiền đó. Đi trả hiếu cha mẹ, ông bà, chị em đoàn tụ. Mà ngược lại á, Tết mà không có tiền á, nước mắt đi vào ngược vô rồi, chứ đâu có than. Tết mà than ai trời, nước mắt đi ngược vô thôi, nói ra hay không? Năm nào chị ăn Tết cũng 40-50 triệu á, năm nay không có tiền. Không dám tiền, không có tiền, không dám về quê luôn chị. Chị Sương chị xúc động luôn, thấy không? Chị cũng nhớ, chị thích về quê lắm mà bây giờ năm nay chị quyết định là chị không về quê luôn. Ở mọi người chị là có hiếu nhất luôn á, có hiếu cha mẹ, anh em, cha, con cháu luôn á. Tết thôi không về là cũng lì cỡ vài 5 triệu lì chì cháu hết á. Năm nay không muốn lì xì. Mấy năm nay làm ăn khó khăn không có được mọi người. Thứ nhất là vừa dịch mới xong, cái thứ hai nữa bây giờ á người ta cũng không có tiền, bị dịch là đó, người ta cũng không có tiền, làm ăn khó khăn lắm. Cái gì đấy? Nghề nào cũng vậy, nó cũng bị ảnh hưởng chung cái toàn xã hội hết. Ai cũng vậy hết á. Buôn bán thì bây giờ cũng không dám lấy hàng nhiều nhiều đổ đống giống ngày xưa nữa. Ngày xưa nó cứ đổ lên rồi nó bắt đầu Tết 30 bán không hết á, bắt đầu nó trở về hay là đập hoa luôn, nó không cho người ta. Thì năm nay nếu mà có cái cảnh đó thì Hương Trần sẽ đi quay cái cảnh mà đặt hoa cho mọi người thêm. Nước mắt là chảy khóc quá trời khóc luôn mọi người ơi, tội nghiệp lắm. Trời ơi, siêu thị công nhận bến Hà siêu thị ở ngoài Sài Gòn á, không có bóng người mà đi luôn á. Tao không có tiền để đi chị. Chị đi không có bóng người đi luôn. Mấy năm mà trước á, cái mùa chị này hả, siêu thị á, vô không lọt luôn. Không lọt luôn á. Mấy năm nay siêu thị cũng vắng. Người mua sức mua thì nó yếu, có nghĩa là không có tiền mọi người ơi, tiền đi thì không có bằng nhiều, mua thì không có. Săn hàng giảm giá, kiếm cái hàng giảm giá gì mua hay cái gì giảm giảm, ăn một cái Tết là phải tiết kiệm chứ không có dám ăn Tết giống như ngày xưa nữa, tại vì làm thì kinh tế nó càng khó khăn nữa. Mà thật sự mà nói Tết đó, mọi người biết ăn Tết ở đâu vui không? Sài Gòn với quê á thì đố mọi người ăn Tết đâu biết vui không? Ở quê vui hơn Sài Gòn. Quê vui hơn. Tại vì Tết ở Sài Gòn này á là người ở quê á, người ta về người ta ăn Tết gia đình ta, thì Sài Gòn này á ra ngoài đường rất là vắng người. Không có thôi á hả, vụ gì chứ tiền thì lì xì không có, cái vụ bia thì bao la. Đã vừa bữa nay rước ông bà người này xong rồi, cái hồi đó vui lắm, mấy năm vui lắm mà ha, miễn nào về bữa nay ăn nhà nhỏ em xong rồi chút cái qua nhỏ nhỏ kia cúng xong ăn ăn trời uống hai đó, ở dưới quê vui rồi. Vậy á mọi người, nhà nào cũng có tiệc thực, cứ lên nhà nào á là bắt đầu bày tiệc ra. Ở dưới quê thì ăn Tết là vui hơn ở Sài Gòn. Cái đó cái thứ hai là tại vì ở dưới quê là người ta cuộc sống ta mở hơn, thăm nhà này nhà kia rất là dễ. Còn ở Sài Gòn này là nhà ai nấy ở. Nhà này ai nấy ở là không khí nó buồn hơn. Bởi vì vui buồn lắm. Như nói thẳng. Bởi vì không được về quê thấy buồn nè. Không dám về quê là buồn á, như này á tung ra như đám ma ở trong nhà Tết, nhưng mùng 1 ở đây là như đám ma. Chị nói hơi quá đáng. Tại vì ở đây chị không có người thân nhiều, chị hiểu không? Không có bạn bè nhiều thì nó hơi buồn. Còn thí dụ như mà Tết bạn bè người thân thì nó cũng đỡ đỡ đi. Tại vì ở Sài Gòn mà mùng 1, mùng 2, mùng 3 tới khoảng chừng mùng 6, mùng 7 là ở dưới quê lên mới đông thôi. Còn rau đường rất là vắng mọi người ơi. Cái chỗ nào cũng vắng hết á. Chủ yếu là người ta ở nhà, người ta ăn uống với gia đình. Ai mà không có gia đình hay là coi cút đó giống như là cái này kia là rớt nước mắt đó.
chứ không phải đơn giản đâu. Tết mà không có thấy ông bà, không thấy cha mẹ anh em nhà thì chống quơ chống quắt là rớt nước mắt. Giờ muốn có hiếu cũng có hiếu cũng không được. Thì hơn chừng chúc mọi người một cái Tết vui vẻ. Ngày mai là đón ông Táo về trời rồi. Chúc mọi người là một cái Tết vui vẻ, đoàn viên, gặp nhiều may mắn. Giờ sắp Tết rồi không biết chúc gì đó. Thường thường sắp Tết chúc gì em cũng chưa không biết nữa. Không biết đâu. Dạ. Thôi báo cáo ông Táo, ngày mai báo cáo ông Táo, cầu mong ông Táo báo cáo về cho dân chúng mọi người đều vui vẻ, khỏe mạnh, làm ăn có tiền có bạc. Ông Táo ổng báo cáo với Ngọc Hoàng, mọi người được bình an là vui rồi. Rồi hơn chừng kết thúc clip đây, chị Sương chào mọi người nhé. Chị Sương chào chị em khán giả. Đại la đại la đại la đại la.